Xin chào các bạn, chào mừng bạn đến với kênh YouTube của mình. Kênh YouTube của mình thì sẽ thường xuyên chia sẻ những clip hướng dẫn đồ thủ công mình có thể dùng làm đồ dùng, đồ trang trí, quà tặng cũng rất là ý nghĩa. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm một trái chanh xinh xắn bằng len cotton Việt Nam. Mình có thể dùng làm móc treo chìa khóa, treo ba lô, túi sách, dùng làm quà tặng hoặc là trang trí vào xe. Cũng rất là xinh. Và mình có thể làm một cái chanh trang trí cho phòng khách của mình. Để làm một trái chanh xinh xắn như thế này thì mời các bạn theo dõi video sau của mình. Hôm nay thì chúng mình sẽ móc một trái chanh mini xinh xắn bằng len sợi cotton Việt Nam. Mình sẽ dùng màu vàng, màu xanh và màu lâu. Màu lâu này thì mình sẽ lấy của len baby. Đây thì mình sẽ dùng bấm để cắt len, kim khâu, một chiếc móc treo, bông để nhồi vào bên trong này. Và kim móc thì sẽ sử dụng kim móc hai đầu, đầu 3 chấm và 4 chấm. Và đây thì mình sẽ sử dụng cái đầu 3 chấm này. Bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu cùng làm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm cái phần trái chanh. Trái chanh thì mình sẽ dùng len màu vàng và mình sẽ gấp đôi hai sợi vào với nhau. Mình sẽ tạo cái vòng tròn ma thuật, móc lên một mũi búng. Trong vòng tròn ma thuật thì sẽ móc 6 mũi móc đơn. Xếp cái vòng tròn ma thuật này, dùng một cái sợi len khác màu để mình đánh dấu. Sang cái chân mũi đầu tiên, móc một mũi móc đơn. Ở hàng thứ hai sẽ móc 6 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Siết cái vòng tròn ma thuật này. Sang đánh dấu này. Nhìn hàng thứ 3. Hàng thứ 3 sẽ móc 6 mũi tăng. Hay là sẽ móc 2 mũi móc đơn trung chân cho đến khi hết hàng. Sang đánh dấu nên hàng thứ tư sẽ tăng 6 mũi, móc từ trên mũi đánh dấu một mũi móc đơn, một mũi tăng. Mũi tăng là mũi mình sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào một chân, một mũi đơn, một mũi tăng cho đến khi hết hàng.
nên là thứ năm, thứ năm thì mình cũng sẽ móc thăm 6 mũi này, móc từ chân mũi đánh dấu, một mũi móc đơn, một mũi thăng, sau đó sẽ lặp lại 5 cụm, 2 mũi móc đơn, 1 mũi thăng. Móc đơn ở cuối hàng, mình móc nội mất một mũi, nên là thứ sáu, hàng thứ sáu sẽ tăng 3 mũi, tăng 6 mũi sau đi nhé, móc 3 mũi móc đơn từ trên mũi đánh dấu, một mũi tăng, 3 mũi đơn, một mũi tăng cho đến khi hết hàng.
Nên hàng thứ bảy sẽ mốc lặp lại 30 mốc đơn, không tăng không giảm. Sang này giống này, bên hàng 8 này cũng sẽ móc là lại 30 mũi móc đơn, và từ hàng 8 đến hàng 13 mình sẽ móc 30 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Sang này dấu nên hàng 9 sẽ móc lặp lại 30 mũi móc đơn. Nên hàng 10 cũng sẽ lặp lại 30 mũi móc đơn.
Nên là 11 sẽ lặp lại 30 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Nên hàng 12, hàng 12 cũng sẽ lặp lại là 30 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Nên là 13, hàng 13 cũng sẽ lặp lại 30 mũi móc đơn. Nên hàng 13, mình sẽ lên hàng 14 này. Hàng 14 thì sẽ bắt đầu giảm 6 mũi. Móc từ trên mũi đánh dấu 3 mũi móc đơn. Một mũi giảm, mũi giảm mũi mình sẽ móc 2 mũi móc đơn chung vào một kim móc. 1, 2, 3, một mũi giảm. Đó, sẽ móc 3 mũi đơn, một mũi giảm cho đến khi hết hàng.
Trên hàng 10 năm, hàng 10 năm cũng sẽ giảm 6 mũi. Móc từ chân mũi đánh dấu, 1 mũi móc đơn, 2 mũi móc đơn, 1 mũi giảm, 1, 2, 1 mũi giảm. Hàng này dấu này nên hàng 16 móc 1 mũi móc đơn, 1 mũi giảm, 1 mũi đơn, 1 mũi giảm. Hàng 16 này mình sẽ nhồi bông ở bên trong này. Sau khi nhồi bông xong thì mình sẽ móc tiếp. Như hàng 18 và hàng 17. Sorry nhé. Hàng 17 thì mình sẽ giảm 4 mũi này.
sẽ móc tiếp một mũi móc đơn, một mũi giảm, một mũi đơn, một mũi giảm, một mũi đơn, một mũi giảm, là 17, liên hàng 18, sẽ đánh dấu liên hàng 18 này. Hàng 18 sẽ móc 8 mũi móc đơn, không tăng không giảm. Này dấu lên hàng 19, hàng 19 sẽ móc 4 mũi giảm, đó là hàng cuối cùng, 1 2 4 mà mình sẽ cắt, cắt le để mình cái này khâu lại này. Xong cái phần trái chanh rất là xinh xắn luôn. Bây giờ thì mình sẽ làm đến cái phần uống nhá. Phần uống thì mình sẽ móc cái phần màu nâu này. Mình sẽ móc lên khoảng 4-5 mũi bính. Sẽ móc 4 mũi bính và xuống trượt 3 mũi. Nó sẽ cắt đi.
Giờ thì mình sẽ làm mình cái phần lá. Phần lá thì mình sẽ dùng là len màu xanh này và cũng chập đôi hai sợi vào. Sẽ tạo một cái mắt xích. Móc lên 10 mũi bính. Xuống chân mũi thứ 2. Móc 2 mũi móc đơn. Hai mũi nửa kép. Hai mũi kép đơn. Hai mũi nửa kép. Ba mũi đơn chung và một chân cuối này. Sang chiều đối xứng. Móc một mũi móc đơn. Mũi nửa kép. Hai mũi nửa kép này. Hai mũi kép đơn. Hai mũi nửa kép. Một mũi tăng. Sang chiều mũi. Nên mũi bính này mình sẽ cắt dây để mình khâu vào với lại phần cái tranh nhé.
Như vậy là mình sẽ xong trái chanh và chiếc lá rất là xinh xắn rồi. Bây giờ thì mình sẽ móc phần móc khóa vào. Mình sẽ móc vào cái phần cuống màu nâu này. Vậy là mình đã xong một chiếc móc treo cái trái chanh rất là xinh xắn luôn. Mình có thể dùng làm móc treo chìa khóa này, treo ba lô, túi sách, dùng trang trí xe cũng rất là xinh, dùng làm quà tặng rất là ý nghĩa. Làm một trái chanh như thế này. Mời các bạn theo dõi video sau của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.